Xin chào, nếu mọi người có theo dõi Instagram story của Hà thì mọi người cũng biết là lúc mà Hà quay cái lúc mùa thu năm nay thì Hà đã gặp một đàn mèo rất là đông. Ở công viên này có nhiều mèo ghê, lại đếm nè, một con nè, hai con, ba con, với một con xa xa đó là bốn. Hồi nãy một con màu vàng vừa mới chạy nên là năm con. Ở xa xa cũng có nữa. Khắp nơi. Hà cực kỳ mê mèo luôn. Nhưng mà ngày hôm đó thì quá là bận cho nên là Hà đã không có thời gian để mà chơi với tụi nó nhiều. Hôm nay thì nhân một ngày rảnh rỗi, trời cũng nắng lên rồi, cho nên là Hà quyết định sẽ đi thăm mấy em mèo. Nhưng mà trước tiên thì có một việc mình cần làm, đó là phải đi mua đồ ăn cho mèo. Đi thôi. Hiện tại thì Hà đang đứng trước PetSmart. PetSmart là một chỗ mà bán đồ ăn, đồ chơi, đồ dùng cho vật nuôi trong gia đình. Thì tụi mình sẽ đi mua đồ ăn với lại nước uống cho mèo ở đây. Ở chỗ này có một cái lồng vẹt nhiều màu nè, có màu xanh lam, xanh dương. Bên đây có một con màu vàng pha trắng trắng nữa. Xin chào, có một con ham ăn chưa? Kiểu nó túc trực ở trong cái can đồ ăn luôn, nó không đi đâu chơi hết. Trời ơi, bà kia kìa, troublemaker nè, nãy giờ bay qua bay lại nè. Trong một group bạn bè sẽ có một cặp tình nhân nè, một đứa ham ăn nè, một đứa tăng động nè, còn lại là mấy đứa học sinh chăm ngoan bình thường. Nhìn dễ thương chưa? Một con, hai con, ba con đang ở trong nhà. Tao thích con này nè, con màu trắng đen á, cái mặt nó dễ thương lắm. Con ở giữa thì nhìn rất là ngầu, còn con bên này nó bị hai con kia lấn quá. Phía bên này cũng có một em nè, nhưng mà có vẻ là rất là sợ người cho nên là trốn sau cái nhà. Nhìn nó hơi run run, nhìn tội ghê. Mà sao nó ăn gì nó mất vậy ta? Con này là con gì nhìn quen lắm nè, nhưng mà không nhớ tên. Ô, nó đang ngủ nè. Trời, dễ thương quá. Có phải là tên là Chinchilla không ta? Hình nhớ là Chin Chin gì đó. Ở phía bên này có một con rùa hay là ba ba gì đó hả? Không có phân biệt được hai con. Hello, nó thấy người lạ nó tới chào nè. Trời, thân thiện dễ sợ. Xin chào. Ôi má, giật mình. Ở đây còn một con nữa nè. Mấy con này mà bỏ vô bể cá la hán chắc là không thấy ngày mai đâu. Nhỏ xíu vậy, giống cá mồi. Coi có con nào to hơn chút. Màu này dễ thương nè. Màu này là màu cam vàng. Con này đẹp, con này đẹp nè. Xinh quá. Con này cũng đẹp nữa. Nhìn cái dáng của nó đẹp. Nó con này nè, nó bị dính vô trong kiến. Con này là con cá chùa kiến mini hả? Phải không? Con cá chùa kiến là màu đen mà. Con này là mới đẻ hay. Hello bạn. Xin chào. Ấy, con này màu xanh lá cây nè. Phải không? Con này là màu xanh mà kiểu xanh dạ quang, giống như cái bút dạ. Cái này là bút dạ màu tím, bút dạ màu cam, bút dạ màu hồng. Có dịch vụ chụp ảnh ông già Noel với chó nữa nè. Hà còn chưa bao giờ được chụp đâu nha. Trời, nó giống như đứa con nít vậy á. Quay lại vấn đề chính, bây giờ mình sẽ đi kiếm đồ ăn cho mèo nha. Bây giờ thì mình sẽ mua hai loại, một loại là thức ăn khô, còn một loại là đồ ăn hộp á. Thì trộn hai loại với nhau theo tỷ lệ 50-50 thì mấy con mèo nó sẽ dễ ăn hơn. Trời, quá nhiều luôn. Nổi cái đồ hộp thôi là từ hàng này tới tận cuối hàng luôn. Thiệt chứ, mì tôm ở trong siêu thị dành cho người cũng không nhiều tới mức độ này đâu. Hà nghĩ là Hà sẽ thử nhiều loại khác nhau rồi chút nữa xem phản ứng của tụi nó, coi thử là tụi nó thích ăn loại nào. Thế còn 4 hộp hy vọng là đủ. Hôm bữa Hà đếm là một khoảng
7 tới 8 con mèo á, mà mỗi con á Hà nghĩ là ăn nửa hộp này với lại thêm đồ khô nữa. Bà con ơi, mây đen kéo đến rồi mà mình vẫn chưa đặt bước chân nào vào trong cái công viên. Bây giờ Hà cũng hơi bị lo đây, không biết là có đi tới thăm mấy em mèo kịp không, hay là mấy em mèo thấy trời mưa rồi tìm chỗ trốn rồi thì Hà không biết. Nhưng mà nếu như ngày hôm nay không có cho tụi mèo ăn được á thì Hà sẽ chờ tới khi nào nắng lên Hà lại đi lại, không có vấn đề gì cả. Bị cái là hơi buồn trong lòng thôi. Hà đã tới cái chỗ mà có nhiều mèo rồi. Hôm nay thì có 2 con mèo, một con màu đen với một con màu vàng nè. Trời má, sao mấy con này nó khôn dữ vậy? Ở đâu ra? Trời ơi, nè, siêu khôn luôn. Bình tĩnh các bạn, mình đúng. Các bạn bình tĩnh, các bạn đừng làm mình sợ. Chưa, từ. Chưa nha. Khoan. Ở đây cũng còn nè. Xin mời. Ở đây nữa nè. Có đem trà nước không? Nào cũng như nhau hết mà. Ê, coi chừng, từ từ. Đừng có liếm cái này, coi chừng đứt lưỡi. Khoan. Kiểu này á là Hà nghĩ là cũng có nhiều người cho tụi nó ăn lắm á, nên là giờ tụi nó cũng quen rồi. Mọi người nhìn nha, mấy con mèo mà ở một bên tai nó bị bóng như vậy á là do một chương trình Hà không nhớ tên ở Mỹ. Người ta sẽ đi bắt mấy con mèo mà feral cat là mèo hoang á, xong rồi người ta triệt sản rồi cắt cái tai nó đi rồi trả về phía tự nhiên. Mấy con mà cái tai nó bị cắt một mảnh á là do nó bị người ta bắt triệt sản rồi đó. Con này cũng bị cắt rồi nè, con kia cũng bị cắt. Mấy con này bị cắt triệt sản hết rồi. Như vậy thì tốt, tại vì mấy con mèo không có kế hoạch hóa gia đình, cho nên nếu mà mèo hoang á, tụi nó đẻ nhiều lắm. Đợt này thì Hà không có thấy mèo con, nhưng mà hồi mùa xuân năm ngoái á, Hà có thấy khoảng 3-4 con mèo hoang mà vàng sọc sọc như vậy nè. Giờ thì không có thấy nữa. Thôi liếm hết nước rồi, đổ cho nó thêm chút nước nè. Uống nước nhiều vô hay chưa? Uống nước là tốt cho sức khỏe. Chút nãy chờ tụi nó ăn xong á, dụ coi thử tụi nó có cho rờ không. Tay toàn bùi đồ hộp. Á à, trời ơi, cái mông bự quá. Ê, con này cũng cho rờ nè. Con này mặt ngầu lắm. Hà nhớ mặt con này rồi, nếu mà Hà gặp nó là Hà sẽ biết nó là em ngầu. Hello, nó không cho. Không phải đồ ăn đâu, chị chỉ muốn rờ thôi nha. Đó, ngửi tay đi. Thôi để bữa sau. Thôi kệ. Hôm nay để làm quen thôi. Mấy con mèo hoang như vậy đã là thân thiện lắm rồi á, chứ Hà có xem một cái video đó nha. Cái bà đó, bà cho con mèo ăn 1.5 năm trời mà nó vẫn không có cho đụng vô. Dễ thương quá, mặt ngầu quá. Mới đánh nhau về nè, zoom qua giữa mũi nó ấy. Nó có một cái vết bị tróc. Mèo mới đi đánh nhau nè. Mắt hơi xích xích lên. Nhìn giống ai ta? Nhìn giống anh nào hot boy mà mắt xích xích ở trong phim Vườn Sao Băng á.
Ăn no rồi mới ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ nè, xong lại chúc đậu xuống ăn tiếp, rồi lại đi sân si. Đi sân si với người ta đó, bà ăn no lắm rồi, cái con xám á nó ăn no lắm rồi, nó ăn muốn hết cái dĩa ở dưới này luôn nè, xong nó lên nó sân si với con đen, trời ơi tính xấu quá. Để nịnh con này coi để nó có cho rồi không. Mèo. Vui quá đi. Mấy con kia sợ không có cho rờ, có em này là cho rờ. Cho rờ cái nào? Mèo. Mèo. Tới đây, tới đây, tới đây. Nè đó, nè nè, ngửi tay đi. Được chưa? Cho rờ cái nè. Rờ cái nè. Oh no. Hôm bữa mà Hà nói với các bạn là thấy mấy con mèo con á, là Hà thấy nó ở đây nè. Không, không có làm gì hết, không hết đồ ăn rồi. Nè, cho rờ miếng đi, cho rờ cái. Thương. Nó đang kêu rỡ. Thương quá. Nha. Mọi người có biết á, là mèo chỉ kêu meo meo với người không? Khi mà nó kêu meo meo nghĩa là nó đang nói chuyện với mình đó. Còn bạn bè với nhau thì nó không có kêu, chỉ có mèo con gọi mẹ nó mới kêu meo meo thôi. Có thêm một con nữa hả? Có con mới kìa. Mọi người có thấy không? Em Vằn đó đó. Tiệc tàn rồi chú ơi, tiệc tàn rồi chú mới tới, bây giờ sao đây? Bây giờ mà đổ thêm một can food nữa đó thì sợ mấy đứa kia ăn bị bội thật. Thôi thấy cũng tội quá, cho thêm một dĩa nữa vậy. Không, cái này là cho bạn mới tới kìa, không phải là cho em đâu nha. Không, kêu gì mà kêu hả? Ăn no lắm rồi, cái này là cho bạn kia nha. Giờ làm sao cho đứa kia ăn nè, bây giờ mới là vấn đề. Mở ra nó biết liền. Hình như đồ vàng là mẹ không ăn hay sao á. Nè, đúng ba đứa màu vàng luôn nè, nãy giờ ăn từ đầu giờ tới cuối giờ nè. Riêng cái em này á, ăn xong không bao giờ chùi mép. Ở dưới này nè, vẫn còn dính đồ ăn. Như vậy là nó không thích đâu. Không, nó thích nè. Hồi nãy nó đi theo nó đòi rờ mà. Em nghĩ là nó khó hơn cái bá vàng kia, nhưng mà nó dễ hơn. Hai đứa này dễ nè. Nhớ mặt Hà nha, bữa sau cho Hà rờ tiếp nha. Không có đồ ăn cũng phải cho Hà rờ nha. Nên nè, tai bị cắt rồi nè, cắt ít ít thôi. Sao mà người ta cắt nhiều quá hả? Cắt chút chút làm dấu được rồi. Cắt hết nửa tai con người ta rồi. Nè, nè, nè. Né thính giỏi quá. Đẹp quá. Mỗi đứa đẹp mỗi kiểu. Ê, ta cũng rờ được rồi. Mùa này chắc là kiếm ăn cực lắm ha. Nhưng mà cũng sẽ có nhiều người tới cho nó ăn à. Mình không phải là người duy nhất đâu, nên là cũng không có lo lắm ha. Không ngờ là được rờ nó luôn á. Hà tới đây là cho ăn á, là Hà đã xác định là đứng từ xa nhìn thôi chứ không được. Nhưng mà tụi nó thân thiện hơn mình tưởng. Thương. Bình tĩnh mấy bạn.
tình hình chiến sự căng thẳng đó. Ô, dĩa này trống luôn rồi nè. Dĩa này không còn hột nào luôn nè. Hết rồi ăn rồi. Hết rồi. Ăn no lắm rồi, hồi nãy tôi nhìn thấy. Nó ghiền, nó còn kêu meo meo nữa kìa. Sao thích à, thích rồi ở đây hả? Nó chỉ em chỗ rờ luôn nè. Con này nó đang train em đó. Thôi đừng có la em. Đại ca đó. Nha, mình cho tụi nó ăn một buổi sau là mình cũng biết sơ sơ tính mỗi con rồi. Như con này á, là nó ham ăn mà nó còn con nít lắm. Nó còn con nít. Bé này đó thì nó cũng gần người nhưng mà nó ngầu. Không có ai mà ăn được miếng nào của nó hết đó. Còn đứa này á, là ăn từ đầu buổi tới cuối buổi mà không quan tâm người ta, chỉ có quan tâm đồ ăn thôi. Còn con đen là ăn kiểu quý tộc, là ăn một mạch từ đầu tới cuối xong đứng lên đi. Cái bé mới tới hình như nhìn mặt có vẻ già rồi á, cho nên là nhắm đến ông lại mấy đứa này á, nên ăn uống á, già sẻ mà coi chừng lắm. Tuần sau tụi mình gặp lại nha. Không muốn về thế nào hết luôn. Biết ngay là vừa mới đánh nhau mà, thấy không? Sói ngay ở cái mũi mà cứ thích đi gây sự với người ta thôi. Bye bye nha. Về nhà chơi với Hà ha? Về nhà Hà nuôi được không? Nha. Bye. Mấy cái dĩa này á thì đem về, nhưng mà Hà dùng xong chồng dĩa này rồi thì Hà sẽ đi mua dĩa nhựa cho mấy em ăn. Mỗi lần tụi nó ăn xong mình dọn rồi đem về rửa rồi sau xài tiếp. Vậy là ngày hôm nay tụi mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ là đi thăm và cho mèo ăn. Từ bây giờ tới về sau á, cứ mỗi chủ nhật thì Hà sẽ tới đây thăm và cho mấy em mèo ăn. Hà không biết là có tiếp tục làm những cái vlog cho mèo ăn hay không, tại vì nếu mà làm nhiều quá thì nó bị nhàm á. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái vlog sau.